mấy chú cháu mình ngồi cái cảnh này quá đẹp đấy nhỉ. Quán này rất thoáng luôn, view đẹp này gì nữa. Mọi người, hôm nay mấy chú cháu mình lại quay trở lại với cái món gỏi cá mè. Mình hiện tại mấy chú cháu mình đang ngồi ở một cái quán gần nhà. Chung là cái chú này nó hay mọi người hay đến đây ăn gỏi cá mè với gỏi cá rô phi ấy mọi người. Hôm nay mấy chú cháu ở đây chú Nghị đây. Đây là các em của mình đây. Đây chú Huy Dũng, chào mọi người cái. Chào tất cả mọi người. Đang quay trở lại với cao cường. Đúng rồi. Hôm nay lại được ăn các bạn. Đấy mọi người. Đấy chú bảo mấy chú cháu mình vừa nhắn mặt ở trên YouTube rồi, vì là ở trên kênh Cao Cường Vlog thì lúc nào cũng có mặt mấy chú cháu anh em mình đấy các bạn. Hôm nay buổi tối mấy chú cháu đi ăn cá. Đúng, hôm nay tâm hồn ăn uống tự dưng nó lên đến đỉnh điểm. Mình mấy chú cháu mình lại tổ chức cái ăn uống tí. Đây mọi người nhìn này, đây cái món gỏi cá quán người ta làm rất là chuyên nghiệp, mọi người thấy chưa. Đây gỏi cá thì người ta có độn mấy cái rất là hay để sử dụng là củ chuối này, mọi người, củ chuối người ta thái nhỏ đấy, ớt này, chuối, mấy này là răng cưa, mùi tàu ấy mọi người, đấy, còn đâu cá này người ta cũng thái rất là mỏng, đấy, mọi người nhìn đây, và quan trọng nhất là cái nước chấm của người ta làm, mọi người nhìn đây, cái nước chấm gỏi cá mọi người nhìn chưa, không ngon như thế này, đấy. Người ta làm rất là kỹ thuật luôn. Mà ăn ở đây thì đâu quá ngon rồi. Thực ra mình cũng học cách làm gỏi cá cũng từ những cái chỗ mà anh em chú cháu mình hay ăn, mình mới bắt trước mình làm ấy. Ở chỗ này người ta làm ăn ngon. Đây quan trọng nhất là những cái lá người ta chuẩn bị, mọi người nhìn chưa. Đây lá moi, chú nhìn này, đây lá moi thì chú nhìn. Đây chú, đây lá moi này là nó mọc ở trong bờ đê chúng mình hay dùng. Đây lá mơ này, đây lá hẹ, mọi người nhìn chưa. Nhanh chú Huy Hùng ơi. Chú Huy Hùng bây giờ mới đi công tác ở xa về, mấy chú cháu phải chờ đấy. Nhưng mà chính thì đây có lá mơ này mọi người, đấy đinh năng đấy mọi người nhìn chưa. Đây là lá sắn này, còn một cái lá này rất là quan trọng mà không được thiếu là đây là lá lọc thần đấy mọi người. Cái lá này mà ăn kèm với lại cái gỏi cá thì nó hợp tối ổn luôn. Đây là lá lọc thần thủy, ở dưới này người ta gọi lá lọc thần đấy, rồi đấy chưa. Ở dưới này có giúp cá này đấy mọi người nhìn chưa, ngon luôn. Chú Huy Hùng đâu vậy, chào mọi người gái. Chú Huy Hùng chúng tôi đẹp trai. Ừ, ngồi đi em mở hai đĩa mà cứ cầm đầu đĩa là cứ ăn hết đĩa này nữa. Đấy, hôm nay mấy chú cháu lại bắt đầu em mệt quá. Thôi bây giờ ăn đâu nhỉ, nhìn mấy chú cháu mình gọi một, nếu mà ăn nữa thì gọi thêm một đứa như này nữa mọi người. Đấy rượu ngon, rượu lấu ấy thôi nhỉ, lên đi. Ngon này chuẩn bị ớt nhỉ, nãy em đã chuẩn bị rồi, bây giờ ăn kèm gỏi cá nó chỉ đơn giản thế này thôi. Đã xong chú nghe vẻ còn nóng ruột quá nhỉ. Vậy thì chú thử miếng đi sao nào, giải cho chú gọi là khai đao trước ấy. Chú mình nghe vẻ hơi nóng ruột, không phải đâu, nhưng mà cái tầm này nó tầm hơn 7 giờ rồi, có cả giúp cá ruột nóng lắm rồi. Cả giúp cá có mà, cái này dưới này có giúp cá đầy đủ lá luôn. Chú ăn thử miếng phát biểu cảm nghĩ cho cháu xem cái nào. Ngon thì bảo là ngon, mà không ngon thì bảo không ngon nhé, không phải nói thật nhé. Đây ăn kèm bây giờ anh Đà, lát nữa mình ăn xong cái gỏi cá này mình có thể là mình gọi thêm một cái đĩa sáo nữa, sáo thập cẩm rất ngon mọi người. Đấy thôi mọi người cùng ăn gỏi cá với chú cháu anh em mình nhé. Làm tí rượu này trước nhỉ, mọi người có gì thì dùng cái đấy nhé. Rồi mời mọi người ăn quả cá với mấy chú cháu anh em nhé. Đâu của chú Huy Hùng đâu, đấy rượu kia tí nữa có tiền phong rồi. Chú ăn thử sao nào, quả cá đây người ta làm ngon mà. Đấy làm miếng này này còn phải quá tí ớt nữa rồi. Ừ, đấy
chú ơi, cứ tự nhiên đi, làm một nhát thật cẩn thận cho nó, xong nó phát biểu cảm nghĩ cái nào. Ngọn thế à, sợ rồi. Cứ từ từ đã, nhai rồi mới cảm nghĩ, không bắt đầu mới cho phát biểu cảm nghĩ được. Chú Hùng nghe phải bắn đấy nhỉ. Sao chú? Có được không? Cái mắm đây ngon mà chú ạ. Quan trọng cái mắm ngon lắm. Mắm phá rất ngon. Đây về đến được thằng em Cường. Thằng em Cường ăn để phát biểu cảm nghĩ, mọi người cũng biết cái thế nào. Ngon nhỉ. Ở đây người ta nấu một cái sáo cá thập cẩm ngon lắm mọi người. Tuyệt vời luôn. Đây. Sao? Ý kiến gì không? Gật đầu thôi, cũng còn nhiều. Tuyệt vời đúng không? Tuyệt vời. Đúng rồi. Đồ ngon. Lần đầu tiên bây giờ thưởng thức một món ăn là rất là đơn giản và cũng cầu kỳ. Nhưng mà lại thật là ngon đúng không? Mà lại ngon. Đúng rồi. Đây chú Dũng sao? Đây. Cứ thử làm đến đây đến rồi chú Huy Dũng này. Mọi người bây giờ tới mình. Ừ. Đấy. Đấy. Chú Huy Dũng rồi. Đấy. Cứ phải nấu người ngon thế. Ôi rồi. Thôi mọi người cùng ăn quả cá với lại anh em nhé. Mình cũng phải thử miếng đây. Xem nó làm sao. Đây mọi người, quả cá. Bỏ bát đây. Nà mít, nà này lá mòi mà. Lá mòi ngon. Nà mơ. Một ít nà mơ. Đấy. Chú mình gọi lá hẹ, cho thêm mấy cái lá hẹ này. Đấy. Đinh năng này. Tuyệt vời luôn đi. Đinh năng này đấy. Đó. Bác cao bác cứ nói thì bác cứ nói cả ngày rồi. Quan trọng là chú giờ sao? Đấy. Hôm nay là cũng là em thêm cái mới cháu. Mai là có sự đằng có sự. Thế giờ mới nói. Cháu xin chúc sức khỏe chú và cái này là cháu thêm cái rồi. Hóa ra là như thế. Phải cố gắng và mạnh mẽ hơn nữa vì đây tất cả mọi người là đều có gia đình rồi. Ok. Đấy, sinh nhật thế bây giờ mới bật mí thôi mọi người. Sinh nhật đấy. Thế thì chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật mọi người. May quá hôm nay sinh nhật thằng em mà bây giờ nó mới bật mí. Khổ thật. Ngon lắm. À đây, thôi mình cũng phải làm miếng. Mời mọi người nhé. Các bạn, đấy, bây giờ đến anh Cao Cường. Anh ấy thưởng thức rồi. Vừa mình gắp rồi nhưng mà nó chưa đủ luôn. Một ít gần lá này. Đúng không? Mơ có rồi bây giờ là cái lá lộc thần luôn. Nó chăm. Chúng tôi còn ăn đây. Có đấy, nó đấy. Cái lá lộc thần này, cái lá này rất quan trọng luôn. Không có là tôi chú ý. Rồi. Chán của nó là đấy, ngon lắm. Ừ, lộc thần cũng được. Lộc thần cũng rất quan trọng. Rất ngon. Mời mọi người nhé. Ăn luôn. Bây giờ anh ăn phòng mồm chưa nói được gì các bạn ạ. Trên giờ ngon quá rồi. Kéo tay ra, kéo tay ra. Đóng kéo sổ cùng. Anh cứ tay. Ngon quá. Tuyệt vời luôn. Phải nói là cái quán này ra bán rất là ngon. Mà giá cũng rất là phải chăng. Bây giờ mọi người quá nhu cầu ăn uống mà gần ở Hải Phòng á, thì mọi người chạy lại comment cho anh em mình đến nơi quán này thưởng thức cái món quả cá cho anh em mình. Ok, anh em mình phải gọi thêm một đĩa nữa, nhiều sợ là lúc mà đang ăn mà nó thiếu thiếu thì mọi người bực mình đấy. Đấy, đấy, đấy. Chị ơi, quá ngon. Chị ơi, cho em bắt mắm đấy nhá. Hai đĩa thử hai bát mắm là đúng rồi gì đó. Này là đủ gia vị đấy. Đấy. Mắm này ngon á. Hết mình đi, hết mình, hết mình. Tuyệt vời. Nhìn, nhìn cái đĩa quả cá mà nói là phát hờn luôn. Thế thì chú này tự hào là chú có trẻ rồi giải đơn giản không? Không sao. Thế nó cũng gọi hàng đấy. Thì bằng nhau. Bằng nhau. Thì chú cũng làm thêm nữa. Lần gấp thứ hai mình gấp nó hơi nhiều. Ăn được.
Trứng voi mà. Cái này phải ăn 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 quả cá. Chán mày. Cây đó. 10 giờ 10 giờ. Vui là bạn hơn 10 giờ. Quá hơn 10 giờ cái. Người nhìn đây bây giờ mình cho anh em vừa đấy làm hai cái đĩa quả cá rồi bây giờ làm cái đĩa, cái nồi này đó mọi người, rồi nồi sáu cá ngon lắm. Chúng tôi gần gần lên đây mọi người cá cá ngon này, mọi người thấy chưa đấy, quán này ngon lắm mọi người, nếu mà ai mà thích ăn thì để lại comment nhá, anh em mình dẫn đến nơi nhá mọi người nhá. Bây giờ anh em mình phải thưởng thức cái nồi mới ra xem là mà món này nó có ngon hơn ngày bình thường chắc là ngon. Đấy, mọi người nhìn thấy miếng cá miếng đấy, đây đây chú là giải đỉnh cao luôn đấy, là chỉ ăn bún với lại cái nồi này thôi, có chú cháu mình chỉ nồi này nó là đỉnh chóp luôn đấy. Mời mọi người cùng thưởng thức cái món sáu cá thập cẩm này với mấy chú cháu anh em nhá. Ok luôn. Ngon, chán bún ngon nhỉ. Bún nước này nó cay cay ngon thế. Nó cứ lục tục này. Ngon luôn các bạn ạ. Có khi các bạn nhìn thấy mặt mình đỏ đấy. Đúng rồi, uống coca nhiều đỏ. Có làm một cái tí vitamin cay cay. Vitamin hung hăng. Nhưng mà công nhận các bạn. Cá nguyên nồi trên bếp này rất là tuyệt vời. Đúng rồi, vừa ăn vừa lục sục này mới ngon này mọi người. Đấy vừa sôi mà mấy chú cháu anh em tập trung vào ăn nó rất là ngon. Nóng nóng ăn mới thích nhỉ. Trời bây giờ vào thu rồi mà ăn kiểu như này thì là quá tuyệt vời luôn. Ăn được nhiều. Dũng chú ăn. Thôi mình cũng làm miếng nhỉ. Này, nguyên miếng cá ngon lắm. Bạn anh em mình cứ vui vui như này, hay lắm mọi người. Với quán này nó cũng hay, view đẹp, ăn nhiều.